Theo số liệu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến chiều qua, ngày đầu tiên các tỉnh Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ chính thức lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2013. Đã có gần 433.000 ha diện tích đất gieo cấy vụ đông xuân đã có nước, tương đương 68% tổng diện tích cần lấy nước. Một số tỉnh diện tích có nước đã đạt trên 90% như Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tỉnh diện tích lấy nước đạt rất thấp, chỉ đạt khoảng 50% như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, do diện tích trồng cây vụ đông xuân chưa thu hoạch hết. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh phải chủ động lên kế hoạch trữ nước và thu hoạch kịp thời để tập trung lấy nước trong đợt xả lần 2, đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2012-2013. Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi, sau khi các hồ thủy điện tăng lưu lượng nước xả về hạ du, thì mực nước toàn tuyến sông Hồng đã đảm bảo duy trì ở mức nước yêu cầu tại Hà Nội đạt 2,2 mét, và mức nước này đảm bảo cho các công trình vận hành tối đa công suất để các địa phương tập trung nguồn lực lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân. Dự án trồng cây cao su Đại Điền tại huyện vùng cao Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bước đầu đã có kết quả khả thi. Cây cao su phát triển tốt, người dân tham gia dự án có việc làm và thu nhập ổn định. Đặc biệt trong dịp Tết Quý Tỵ này, người dân tham gia dự án còn được thưởng Tết khá cao và nhận quà Tết để vui xuân. Dự án trồng cây cao su Đại Điền do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Nam Giang triển khai tại huyện Bắc Trà My bắt đầu từ năm 2011 tại ba xã Trà Giác, Trà Giáp và Trà Ca. Nông trường cao su Trà My đã tiến hành chọn giống lai tạo cho phù hợp với điều kiện trồng trên địa hình đồi đất dốc và có gió mạnh ở Bắc Trà My. Trên cơ sở đó tiến hành ươm cây giống tại chỗ để trồng đại trà và cây cao su sinh trưởng phát triển khá tốt. Tổng diện tích cao su hiện nay đã đưa lên là đến 500 ha, và qua cái triển khai thì bước đầu thì thấy cây cao su tại vùng này thì nó phát triển cũng khá tương đối tốt, và về cái thu nhập thì cho người dân thì họ được cái hưởng lợi là họ làm theo ngày công ăn lương, rồi ngoài cái việc người ta họ chăm sóc cao su thì họ còn có làm trồng trang cái nông nghiệp trong dưới hòn cây cao su và làm nhiều việc khác trong cái thu nhập gia đình của người chăm sóc cao su thì họ nói chung là thấy tương đối là cũng được, người dân bắt đầu họ tham gia nhiều. Sau 2 năm thực hiện, đã có 270 hộ dân của 3 địa phương trên tham gia dự án. Mỗi hộ dân tham gia dự án nhận trồng chăm sóc từ 2 đến 3 hectare cao su. Công việc này mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho các hộ dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, mỗi hộ được tặng một suất quà Tết và được thưởng bình quân từ 1,5 đến 4 triệu đồng để có điều kiện vui xuân đón Tết. Thì chuyển đổi là cao su thì tôi thấy là đạt. Bà con có công ăn việc làm thường xuyên. Tính là một tháng là cỡ một người một lao động á, gần 2 triệu, cỡ 1,7-1,8 triệu. Với lại cuối năm có tiền thưởng nữa. Theo bản thân tôi ưng làm, muốn làm, ưng gắn bó với cao su quanh năm. Em nhận là 3 hectare 6 là tiền thưởng cuối năm nên được 6,320 triệu đồng. Phần có một món quà nữa. Dạ, phần ăn Tết một số tiền thưởng nữa họ cũng được sắm sửa, và phần tiền lao động nữa cũng nhiều, nói chung cũng ổn định á về Tết một quý tỷ này. Từ hiệu quả bước đầu, tiềm năng đất đai dồi dào, người dân tự nguyện tham gia ngày càng tăng, dự án đã quyết định mở rộng diện tích trồng cao su, đồng thời tiến đến xây dựng nhà máy chế biến mủ tại chỗ ở Bắc Trà My. Cam kết của dự án, trong khoảng 6 đến 7 năm tới, mỗi hộ dân tham gia trồng và chăm sóc từ 2 đến 3 hectare cao su sẽ có thu nhập lâu dài, bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Điều này cho thấy dự án thật sự mở ra nhiều triển vọng trong xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ở vùng cao Bắc Trà My. Sau đây là thông tin truyền hình Thông tấn mới cập nhật. Nhân dịp Tết Quý Tỵ, sáng nay mùng 5 tháng 2, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ công nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phan Diễn nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng dự buổi họp mặt. Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, năm 2013, đất nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách.
để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, tiếp tục đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, đòi hỏi Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống và đề cao trách nhiệm trong công việc được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đảng trực tiếp và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt chương trình làm việc năm 2013, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Lê Hồng Anh chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng đàm phán hòa bình mới diễn ra ngày hôm qua mùng 4 tháng 2 tại Trung Quốc, chính phủ Myanmar và lực lượng nổi dậy Kachin đã đạt được thỏa thuận làm dịu bớt căng thẳng, tạo nền tảng cho các vòng đàm phán tiếp theo. Cuộc đàm phán diễn ra tại thị trấn Thụy Lệ của Trung Quốc, giáp biên giới với Myanmar, dưới sự trung gian của chính phủ Trung Quốc. Sau 7 giờ đàm phán, Ủy ban Hòa bình Trung ương của chính phủ Myanmar và Tổ chức Độc lập Kachin, nhánh chính trị quân đội độc lập Kachin, đã đạt được thỏa thuận làm dịu bớt căng thẳng quân sự, mở ra các kênh liên lạc. Hai bên cũng nhất trí mời các quan sát viên tham dự hội nghị giữa hai bên, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này. Đến nay, chính phủ Myanmar đã ký thỏa thuận ngừng bắn với 10 nhóm phiến quân trong nước. Hiện quân đội độc lập Kachin là nhóm phiến quân duy nhất vẫn đang trong quá trình đàm phán với chính phủ. Vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quân đội và phiến quân đang leo thang tại Kachin. Kể từ khi tái bùng phát vào tháng 6 năm 2011, hai bên đã trải qua 11 vòng đàm phán, song vẫn chưa đạt được bước đột phá nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột đã âm ỉ suốt thời gian qua. Xung đột giữa hai bên đã khiến hàng chục nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa. Nếu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba, chắc chắn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với nước này. Cảnh báo trên đã được Hàn Quốc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra hôm qua 4 tháng 2, trong bối cảnh có nhiều động thái cho thấy Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho lần phóng tên lửa tiếp theo. Phát biểu trước báo giới, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Kim Súc cho biết các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều thống nhất lập trường về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và chắc chắn sẽ có hành động cứng rắn và mạnh tay đối với bất cứ vụ thử hạt nhân nào của nước này. Tất cả đều thống nhất và kiên quyết. Chúng tôi sẽ có các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ một khi Triều Tiên có hành động khiêu khích. Bất cứ vụ thử hạt nhân nào đều là nỗ lực nghiêm trọng và nguy hiểm nhằm làm suy yếu quyền lực và uy tín của Hội đồng Bảo an. Hàn Quốc cũng cho biết hiện Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt kỹ thuật tại bãi thử Punggye-ri, địa điểm được cho là sẽ diễn ra vụ phóng tên lửa tiếp theo. Trước những diễn biến này, ngày 4 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã trình Quốc hội kế hoạch đối phó với khả năng Triều Tiên thử hạt nhân. Quân đội nước này cũng đã phối hợp với lực lượng Mỹ tiến hành tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo dự đoán của các chuyên gia, vụ phóng tên lửa mà phương Tây tin rằng là vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng sẽ được triển khai trước Tết Nguyên đán vào ngày 10 tháng 2 tới, hoặc vào thời điểm trùng với ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong Un 16 tháng 2. Phía Triều Tiên chưa có tuyên bố gì về các thông tin trên, trong khi đã có những động thái chuẩn bị về mặt quân sự. Tại hội nghị mở rộng của Quân ủy Trung ương Triều Tiên ngày 3 tháng 2, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh quân đội trong tình trạng sẵn sàng ứng phó và đáp trả tổng lực mọi hành vi gây hấn, cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế và quân sự từ bên ngoài. Iran sẵn sàng đối thoại song phương với Mỹ về vấn đề hạt nhân nếu như Washington gạt bỏ thái độ đe dọa nhằm vào Tehran. Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra ngày hôm qua như một lời đáp đối với lời kêu gọi đối thoại mà chính quyền Mỹ đưa ra trước đó. Trong bài phỏng vấn trên kênh Mayadin TV có trụ sở tại Beirut, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh các cuộc đối thoại song phương giữa Tehran và Washington cần diễn ra trên cơ sở công bằng và không có bất cứ sự đe dọa nào từ phía Mỹ. Trong suốt 34 năm qua, Mỹ luôn đối đầu với Iran, tuy nhiên việc họ tuyên bố sẽ sử dụng cây gậy để buộc Iran phải đối thoại sẽ không mang lại hiệu quả. Mỹ nên gạt bỏ thái độ đe dọa đó và tiến hành đàm phán với Iran dựa trên các điều kiện công bằng và tôn trọng lẫn nhau để có thể giải quyết mọi vấn đề bế tắc hiện nay. Tuyên bố của Tổng thống Ahmadinejad đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 2 nói rằng Mỹ sẵn sàng tiến hành đối thoại song phương với Iran nếu nước này tỏ ra nghiêm túc đối với các cuộc đàm phán.
đề nghị từ phía Mỹ được giới chức Iran hoan nghênh, coi đó là dấu hiệu cho thấy chính quyền mới ở Mỹ đang thay đổi cách tiếp cận đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuy nhiên, Tehran khẳng định Mỹ cần thể hiện thiện chí trong các hành động cụ thể, chứ không phải chỉ nói suông. Tôi đang rất lạc quan. Tôi nhận thấy chính quyền mới của Mỹ đang thực sự tìm cách tiếp cận với chúng tôi. Ít nhất thì điều này cũng trái ngược với các quan điểm truyền thống trước đây. Liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, Tehran đã chấp nhận nối lại đàm phán, dự kiến diễn ra tại Kazakhstan vào ngày 25 tháng 2 tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.